Từ từ thôi. Rồi cái rồi, cái ấy rồi. Trời ơi, trời kéo lên không nổi, cái ông để gì hoài trời. Để nó lên nữa chứ. Kéo lên là anh Dũng đâu hoài vậy. Tao chưa biết câu mà cứ la hoài là quỷ đi. Dũng hoài. Lên đây anh cứ kéo bình thường đi. Đây nè. Con này nè, con này mới đáng tiền nè. Kéo lên lên Dũng chạy đi. Anh lấy control cái thang. Dính nhở của em rồi. Dính nhở của em rồi. Lên nữa rồi. Rồi xảy rồi. Đi rồi. Đây đâu rồi. Tụi rồi. Dính nhậu của em rồi. Ngang đâu mất cả chị lẫn trời luôn. Chơi mất cả chị lẫn trời luôn. Rồi, sao mà mấy anh bị xảy anh chịu thề dữ vậy? Mất cả chị coi Hưng, học hỏi Hưng bầu đây. Đất ngang rồi, còn gì nữa rồi. Sắp lên rồi. Đổ lên kia cái nhậu hả? Mẹ anh đất ngang luôn rồi. Vừa kéo qua đất luôn rồi. Bên đây luyện là cái gì đây? Đây chắc cái... Bà lão rồi. Quan công, bên lưu bị đâu? Giết. Chết tôi rồi. Đỉnh giờ luôn. Chết tôi rồi. Từ từ bạn ơi, nó đang dưới đang quần mạnh lắm. Đủ quá mày luôn hết em. Lỏ cả cái gan luôn. Đừng dậy lên nha. Bà lão bạn ơi. Bà lão bạn ơi, đứng đây rồi, đứng đây ai nữa này. Từ. Qua đây lễ, anh lễ quay ngược đây, qua đây. Đứng đây ai nữa nè. Thì từ đi rồi tính sao bắt cá chứ. Kéo vợ. Kia tiếng cá lớn rồi kìa. Cá bự lắm. Quay lại lên. Anh Sơn ơi, anh Việt đang giải mõm anh Sơn ơi. Sơn ơi. Sơn. Ừ. Cái nào ăn cái này là chết bà mày. Mẹ không tay chứ đang gỡ câu gỡ được. Bữa tôi cứ nghe sẹt sẹt là chết rồi. Bỏ đi ra đó, dắt cái nhà đó lên luôn. Đây. Lấy cái cầu bắt kìa. Đặt xuống. Cảm ơn các bác anh em mà có ơi. Anh Việt đang chiến đấu với bà Trang các bạn ơi. Đây là một đúng chiếc giò để canh để em bắt không. Chào mừng các bác ơi. Mình bắt cá lớn là phải có cái cây móc thì không bắt mấy người như vậy. Mã cá tràng chị cũng chạy. Cái bạn chèn không biết tiếng Anh là gì ta? Cái bạn chèn của này có bớt chèn phít. Chèn phít ha. Ăn chạy là một nước. Mr. Việt. Cái gì phít bạn? Phít. Chèn phít. Mọi người thông cảm cho tiếng Anh mình hơi dở. Đủ nó chém gió đó. Con này chắc phải 5kg đó mọi người ơi. Nó quặn, mọi người thấy không, nó quặn. Nãy giờ anh Việt đang chiến đấu với nó khoảng 25 phút rồi các bạn. Nhưng mà con cá vẫn chưa lên. Đây là anh Mr. Lã, Mr. Hữu Lã. Hiện giờ đang bước qua phút thứ 30 các bạn à. Mr. Nồ à. Trang nó khủng các bạn, trắng trắng dưới các bạn thấy không? Trời trời. Bà Trang. Con này chắc phải 5-6kg mọi người. Ôi trời ơi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.
chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Còn chút xíu mép và chuẩn chuẩn chút đi anh. Chăng chăng cái đường ba lữ. Phút thứ 30 mới đưa lên được các bạn. Chiến đấu với anh Việt rất là lâu. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Anh Việt quay cho em chụp tấm hình anh Việt. Đó nha, chụp hình nha. Quá trời. Ai thả nó xuống rồi anh quay lại đi anh Việt ơi.